thường. Chị tôi không tỏa cái gì của anh là bao nhiêu ngày. Bên kia còn ở đây nè, còn hai người đây. Anh đang nói như vậy, anh đừng có nói như bệnh đó. Thôi. Cái đó bệnh gì? Mà có liên quan gì tới cái bệnh đó? Cần gì đi lên bệnh viện? Có đúng không? Đang dịch. Đang dịch, dịch. Hồi đó đến giờ em đã hỏi anh cái bệnh dịch này là có từ khi nào? Bệnh này là bệnh bắt nguồn từ đâu? Anh phải biết. Mà đợi cái gì đó? Cuối cùng theo chị là không có dịch đúng không? Đúng, cuối cùng theo em là không có dịch. Không có dịch sao chết cả đông? Chết đâu mà chết? Ai có mình đánh lấy ông chỉ cho con ơi? Cũng chỉ lấy con. Cũng chỉ lấy con gì? Ông chỉ là cũng chỉ là ai dẫn cho lên tên. Ông nói không cần được được vậy. Mở cho nó chơi lên đi. Trời nhà nước khi nào nó có lệnh thì nó mở ra. Em gọi anh có bao nhiêu lâu nay rồi?